Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Topcat. Chiếc xe được trang bị cấu hình rất là cao cấp thôi nhé, Ultegra và 105. Còn đây mẫu xe đua cao cấp mới nhất về lại của em, với giá thành cực kỳ tốt các bác nhé, trên 15 triệu, trên 18 triệu. Các bác có thể sở hữu một chiếc xe khung carbon sử dụng cấu hình cực khủng Ultegra 105. Vâng, giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Topcat Air Master. Tông màu xám ghi và tông màu trắng các bác nhé, kết hợp với nhau rất là khỏe xe luôn. Chiếc xe cũng rất là mới, chủ trước đi lướt qua thôi, khung carbon. Đây, đường vân carbon này, cọc yên carbon các bác nhé. Yên xịn của San Macro, thương hiệu các bác nhé. Cọc yên carbon này, em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe này. Còn chiếc xe hình thức còn rất là tốt các bác nhé, Master. Mẫu xe Topcat này thì trước đây em có về một vài chiếc địa hình, mang về một chiếc xe đua carbon rêm sườn thôi nhé. Xe hình thức còn rất là tốt, được đi rêm sườn. Trước đây em về những chiếc xe địa hình Topcat, hôm nay về một chiếc xe đua carbon rất là cao cấp. Xe được trang bị củ đề và bộ tay lắp củ Ultegra, phanh đùi đĩa của 105 các bác nhé, chỉ dưới hơn 18 triệu một chút thôi. Các bác có thể sở hữu chiếc xe có hình khủng như này. Phía bên trên đây, phốt của FSA các bác nhé. Đây, bộ tay lắc cao cấp của Ultegra. Mười một và hai tầng đĩa và 22 tốc độ các bác thay đổi, sử dụng vành 700. Lốp hiệu của Continental các bác nhé, vành 700 x 25C. Cơ lốp cơ bản của dòng xe đua. Sử dụng đồ 1.5 của 5.800 Japan các bác nhé. Và gạt đĩa của Ultegra. Vâng, đây là mặt đạn, đây là mặt đạn của Zitro Spec. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao xe đứng của xe.
xe có size là 51 các bác nhé. Ngang 51 luôn. 1m65 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Với trang bị cấu hình 11 tầng lít. Cấu hình của Ultegra. Đến lít. Xuống lít. Bên tay phải một túi đĩa 105, túi đĩa 2 tầng. Vâng, chuyển động rất là tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Taocaq E-Master của chiếc xe đua carbon được trang bị cấu hình của Ultegra và 105. Chiếc xe được bán tại Gường Em mức giá là 18.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền vào ngày 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại Gường Em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.